hai chị em, hai tính cách khác hẳn nhau, mâu thuẫn, cãi cọ, thậm chí cả ghét bỏ nhau nữa. Làm sao bây giờ khi dường như hai chị em không thể sống chung một nhà? Ngày nào cũng như ngày nào, trận chiến mâu thuẫn giữa hai chị em đều khiến bố mẹ luôn phải đau đầu giải quyết. Nhưng chị em vẫn là chị em, điều đó không bao giờ thay đổi. Thì hợp sức lại, Công và Nina đã khiến bố mẹ phải nhiều fan ngạc nhiên đấy. Các em hãy cùng đón xem bộ phim Những đứa trẻ tinh nghịch hết sức vui nhộn này nhé.